Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân Giáp Thìn, sáng ngày 25 tháng 2, tại sân vận động huyện Đắk Đoa, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai về dự lễ giao quân của huyện. Đợt giao quân năm 2024, huyện Đắk Đoa có 210 thanh niên, trong đó nghĩa vụ quân sự là 182 thanh niên, nghĩa vụ công an là 28 thanh niên người dân tộc thiểu số chiếm hơn 43%, 100% đang là đoàn viên thanh niên có trình độ học vấn trung học cơ sở trở lên, trong đó có 4 thanh niên có trình độ đại học cao đẳng. Trong không khí đầm ấm trang trọng, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hồ Văn Niên và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Đắk Đoa đã tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện trách nhiệm công dân và phát huy sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và môi trường quân đội là ước mơ từ nhỏ của Lê Thị Thanh Cương ở thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đắk Đoa. Chính vì vậy, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Đại học Huế năm 2022, Cương đã tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Thanh Cương vui vẻ chia sẻ, ngay từ ngày ngồi trên ghế nhà trường, em luôn nung nấu ước mơ trở thành quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vào môi trường quân đội, em sẽ được học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn, cũng như là đóng góp một phần sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hòa với niềm vui chung, 173 thanh niên của huyện Mang Giang cũng hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Hải Long cùng các đại biểu đã tặng hoa động viên và tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo Trung tá Huỳnh Công Danh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Giang, huyện đã lựa chọn được 173 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe, lên đường làm nhiệm vụ, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó 143 thanh niên nhập ngũ nghĩa vụ quân sự và 30 thanh niên nhập ngũ nghĩa vụ công an tại các đơn vị. Trung đoàn 28, Sư đoàn Bộ binh 10, Quân đoàn 3, Lữ đoàn Pháo binh 40, Quân đoàn 3, Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn Bộ binh 911, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Trung đoàn Bộ binh 95, Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5 và Công an tỉnh Gia Lai. Tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, nữ tân binh Ngô Kim Ngọc, trú tại tổ 3, thị trấn Con Dâng, huyện Mang Giang đã phấn khởi chia sẻ. Được khoác lên mình màu xanh áo lính là mong ước từ bé của em. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, em từng bỏ lỡ ước mơ ấy vào năm 18 tuổi. Giờ đây, sau khi tốt nghiệp ngành luật kinh tế, trường Đại học Mở Hà Nội, em đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và đã trúng tuyển. Bày tỏ vinh dự và tự hào khi là một trong hai nữ chiến sĩ được bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ, Kim Ngọc quyết tâm. Em sẽ cố gắng sớm hòa nhập với môi trường quân đội, quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt. Không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để không phụ sự kỳ vọng của gia đình, địa phương. Là một trong 58 thanh niên tại thị xã, tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ đợt này, tân binh Nguyễn Xuân Tình ở tổ dân phố 5, phường Treo Reo, thị xã Ayunpa chia sẻ. Tốt nghiệp khoa điều dưỡng trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng vào giữa năm 2023. Tôi đi làm được 6 tháng thì biết được thông tin là địa phương thông báo tuyển nghĩa vụ quân sự. Tôi đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ và thật may mắn vì tôi đã trúng tuyển. Được khoác lên mình bộ trang phục của người lính bộ đội Cụ Hồ là ước mơ từ nhỏ của tôi. Vì vậy trong ngày hội tòng quân hôm nay, tôi thấy có chút hồi hộp lo lắng, nhưng được gia đình và đơn vị động viên, tôi đã sẵn sàng lên đường. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục phấn đấu học thêm để trở thành một điều dưỡng trong quân y. Trong tổng số 209 công dân nhập ngũ của huyện Phú Thiên lần này, có 174 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 35 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Là trường hợp nữ công dân duy nhất của huyện Phú Thiên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, chị Siu Hơ Hoa, sinh năm 1999, trú tại thị trấn Phú Thiên cho biết. Trong ngày hội tòng quân hôm nay, tôi cảm thấy rất háo hức. Với tâm thế lòng yêu Tổ quốc cùng với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để theo đuổi ước mơ làm chiến sĩ công an nhân dân. Thời gian tham gia nghĩa vụ là điều trân quý để tôi tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện mình thêm trưởng thành. Đợt giao quân năm nay, thành phố Pleiku đã lựa chọn được 242 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường làm nhiệm vụ. Trong đó có 192 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 50 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Là một đảng viên trẻ tự nguyện viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tân binh Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 2005, ở phường Hội Thương, thành phố Pleiku, chia sẻ. Từ bé em đã mong muốn được lớn lên, được làm bộ đội, cống hiến sức mình cho Tổ quốc. Em đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ để có thể đóng góp sức mình xây dựng lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh. Quyết định này cũng được gia đình em nhất mực ủng hộ, động viên và khích lệ để em thêm vững tin trong chặng đường phía trước. Là nữ tân binh duy nhất của huyện Công Chơ Đo, Gia Lai lên đường nhập ngũ năm nay, tân binh Từ Bảo Vy phát biểu cảm tưởng trong ngày hội tòng quân, bày tỏ quyết tâm của các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Chúng tôi xin hứa phát huy truyền thống quân đội anh hùng nhân dân Việt Nam, truyền thống trung dũng kiên cường của quân và dân Công Chơ Đo, trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Quyết tâm ra sức học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, chủ động để sớm hòa nhập, thích nghi với môi trường mới, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân đội để đáp lại niềm tin yêu của lãnh đạo địa phương. Tân binh Từ Bảo Vy khẳng định. Chia tay người vợ trẻ và đứa con vừa tròn 3 tháng tuổi, anh Đinh Văn Hiệp, sinh năm 2005, ở làng Mơ Hờ Đa Đáp, ở xã Công Lương Khâng, bước qua cầu Vinh Quang, trở thành tân binh trong quân ngũ. Vừa ôm đứa con vào lòng, vừa không ngừng động viên vợ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn khi không có chồng bên cạnh chăm sóc. Thời gian 2 năm không quá dài, tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù còn trăn trở lo lắng cho gia đình nhỏ, nhưng được vợ và gia đình ủng hộ động viên, tôi lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với đất nước, xứng đáng là một người lính bộ đội Cụ Hồ, anh Hiệp chia sẻ. Theo Thượng tá Mai Thế Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ca Bang, năm 2004, Ca Bang đã tuyển chọn được 143 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, lên đường nhập ngũ. Trong đó có 116 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 27 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Tân binh Đinh Thành An, sinh năm 2001, trú tại thôn Ia Tang, xã Ia Kala, xúc động khi được khoác lên mình màu xanh áo lính. An cho biết, trong kháng chiến, ông bà nội và các cô các bác của em đều tham gia phục vụ cách mạng. Bởi thế nên em luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ để tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương và gia đình. Trước đó, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu với bằng khá, An được nhà trường giữ lại công tác tại phòng công tác học sinh sinh viên. Hiện tại em đã lập gia đình và có một con gái 8 tháng tuổi. Khi có thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, em đã không ngần ngại gác lại niềm riêng. Em sắp xếp công việc tại trường rồi tạm biệt vợ con để về quê thực hiện nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Tuy có chút hồi hộp và nhớ gia đình, nhưng em vẫn tự hào vì cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ bước qua cầu Vinh Quang để lên đường thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để trưởng thành về mọi mặt. Em cũng mong bản thân sẽ được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội, An bộc bạch. Ngày 25 tháng 2, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ia Pa Long tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 để tiễn 101 công dân ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Đến dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Theo thông tin từ Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Ia Pa, chỉ tiêu giao quân của địa phương này là 101, trong đó quân sự là 83 chỉ tiêu, công an là 18 chỉ tiêu. Năm nay, trên địa bàn huyện có 7 công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Theo chỉ đạo của Thường trực huyện ủy Ia Pa, các công dân này đã được tạo điều kiện học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Kết quả, có 4 người vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng trước ngày tòng quân, gồm Rah Lan Giao, De Ma Sơ Va, Siêu Khôi và Siêu Khiếp. Trong số này, tân binh Rah Lan Giao, sinh năm 1999, trú ở Bôn Tông Xê, xã Ia Chóc, là người duy nhất có trình độ đại học. Trò chuyện với phóng viên, Rah Lan Giao cho hay anh tốt nghiệp ngành công tác xã hội trường Đại học Quy Nhơn vào tháng 6 năm 2023. Cha mất sớm, anh trai đã lập gia đình và ra riêng. Rah Lan Giao không khỏi bịn rịn khi chia tay mẹ lên đường nhập ngũ. Dù vậy, xác định bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng, anh quyết tâm phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua sách báo, tôi ấn tượng nhất trước hình ảnh bộ đội Cụ Hồ tham gia trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ. Năm nay cũng là kỷ niệm tròn 70 năm chiến thắng này. Tôi tình nguyện viết đơn nhập ngũ và tự nhủ sẽ nỗ lực phấn đấu để tiếp nối truyền thống cha ông, Rah Lan Giao nói. Trong khi đó, tân binh Thermaseva, sinh năm 2004, trú ở thôn Plei Herben, xã Ia Kazam, cũng khẳng định là bản thân rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ 101 công dân ưu tú được lựa chọn để tham gia tòng quân năm 2024. Càng vinh dự hơn khi anh là một trong 4 người được kết nạp Đảng trước ngày hội lớn. Nén niềm xúc động và chia tay cha mẹ, chị gái, Thermaseva cho hay với tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết, bản thân anh sẽ phấn đấu, vượt mọi thử thách trong môi trường mới để rèn luyện và cống hiến. Năm nay, huyện Chư Prong có tổng số là 261 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 226 thanh niên làm nghĩa vụ quân sự và 35 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ công an. Đặc biệt trong số này có tới 78 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các tân binh được biên chế về các đơn vị Trung đoàn Bộ binh 28 thuộc Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, Lữ đoàn Pháo binh 40 thuộc Quân đoàn 3, Tiểu đoàn Bộ binh 50 thuộc Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh. Là một đảng viên trẻ tự nguyện viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tân binh Đô Lan Đinh Diễm Phương, sinh năm 2003, trú tại thị trấn Chư Prong chia sẻ: Từ hồi cấp 3, em đã mong được đứng vào hàng ngũ chiến sĩ, cống hiến hết sức mình cho Tổ quốc. Nay mong ước đã thành sự thật, em cảm thấy vô cùng tự hào vinh dự. Hiện tâm trạng em vui buồn đan xen và có cả hồi hộp nữa. Vui là vì ước nguyện đã thành sự thật, buồn vì phải xa mẹ, và còn hồi hộp là bởi em không biết mình vào môi trường đó có dễ dàng hòa nhập hay không. Nhưng em tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mình để có thể gắn bó và phục vụ lâu dài trong quân đội.